Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng ủy xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, xã đã có báo cáo về việc hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và bão số 9 năm 2020, trong đó có việc hỗ trợ cho người dân 2.000 đồng. Trường hợp được hỗ trợ 2.000 đồng là bà Nguyễn Thị Kim Truyện, ngụ tại thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh. Bà Truyện kê khai và có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, cụ thể là cây chuối là 10m², thiệt hại trên 70%. Dưới đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Theo Nghị định số 02/2017, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng trên 1 hectare. Như vậy, mức hỗ trợ theo quy định đối với bà Truyện là 4.000 đồng trên 10m². Huyện cấp kinh phí mức hỗ trợ 53%. Như vậy, bà Truyện nhận số tiền là 2.150 đồng. Báo cáo nêu rõ. Về quy trình, Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh làm đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình, nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra dư luận. Theo báo cáo, sau bão số 6 và số 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh đã cử cán bộ thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi. Sau đó, xã có thông báo về niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại và thực hiện niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, Ủy ban Nhân dân xã. Qua niêm yết danh sách, Ủy ban Nhân dân xã không nhận nội dung nào phản ánh ý kiến, kiến nghị về nội dung. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã đã tổng hợp hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí hỗ trợ. Khi Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thẩm định và có kết quả phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ ngày 20 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục thông báo và niêm yết kinh phí, danh sách hỗ trợ vẫn không nhận nội dung phản ánh liên quan. Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ dưới 10.000 đồng, trường hợp của bà Truyện được hỗ trợ 2.000 đồng là thấp nhất. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.